Sau đây tôi xin trình bày một số vấn đề cập nhật điều trị rối loạn nhịp nhanh và chỉ định KICD và trình bày này được biên soạn dựa trên các cập nhật gần đây nhất của Hội tim châu Âu và Hội tim Hoa Kỳ như trưởng môn tim mạch học Hoa Kỳ. Bài trình bày của tôi gồm 4 phần. Phần thứ nhất, phân loại rối loạn nhịp nhanh. Phần thứ hai, điều trị rối loạn nhịp nhanh. Phần thứ hai, chẩn đoán rối loạn nhịp nhanh. Phần thứ ba, điều trị rối loạn nhịp nhanh. Và phần thứ tư là cập nhật chỉ định KICD. Về phân loại rối loạn nhịp nhanh được hiểu là rối loạn nhịp với tần số thấp từ 100 chu kỳ trên phút trở lên. Theo phân loại kinh điển thì rối loạn nhịp nhanh được chia thành nhịp nhanh nhĩ bao gồm nhịp nhanh xoang, nhịp nhanh ổ, nhịp nhanh tạo, nhịp nhanh ngõ lại lớn, nhanh bộ nối nhị thất thì cũng có nhịp nhanh vòng ngõ lại nhị thất, nhanh bộ nối không do vòng ngõ lại, nhịp nhanh do vòng ngõ lại nhị thất bao gồm nhịp nhanh do vòng ngõ lại nhị thất thuận chiều hoặc là ngược chiều, và thứ tư là nhịp nhanh thất. Như vậy theo phân loại kinh điển có 4 loại nhịp nhanh: nhịp nhanh nhĩ, nhịp nhanh cổ nhị thất, nhanh vòng ngõ lại nhị thất và nhịp nhanh thất. Phân loại theo độ rộng của phúc bộ QRS thì có hai loại, một là nhịp nhanh của phúc bộ QRS hẹp, tức là không quá 120 giây. Thì loại này bao gồm các rối loạn nhịp nhanh có nhịp đều, ví dụ nhịp nhanh xoang, nhịp nhanh cổ nhị dẫn chuyển nhịp thất cố định, nhanh bộ nối một ổ AVNRT thuận chiều hoặc là nhanh thất có xuất phát từ mạch cao và nhanh của QRS hẹp nhưng nhịp không đều, ví dụ như nhịp nhĩ, nhịp nhĩ, vân vân. Nhịp nhanh có QRS rộng thì cũng được phân làm hai phân nhóm, loại có nhịp đều và loại không có nhịp đều với các loại và nhịp. Để điều trị rối loạn nhịp nhanh thì chúng ta cần chẩn đoán được loại rối loạn nhịp nhanh. Với nhịp nhanh có QRS hẹp, chúng ta dựa vào sơ đồ theo khuyến cáo của Hội tim châu Âu năm 2019 về nhịp nhanh chân thất. Đầu tiên chúng ta xem nhịp có đều hay không. Sau đó nếu không đều thì có thể nghĩ đến những nhĩ hoặc là những nhĩ đơn ổ hoặc là cổ nhĩ với dẫn truyền nhị thất biến đổi nhĩ đầu. Còn nếu nhịp đều thì xem có sóng P không. Nếu không sóng P thì chúng ta nghĩ đến một cơn AVNRT điển hình hoặc là có thể là nhịp nhĩ đơn ổ hoặc là nhịp nhanh bộ nối không do vòng ngõ lại hoặc là ít đẹp hơn là AVRT nhanh cần nhanh có vòng ngõ lại nhĩ thất. Thế nếu thấy sóng P thì phải xem tần số của nhĩ có lớn hơn tần số của thất không. Nếu tần số của nhĩ lớn hơn tần số thất thì nó có thể là cổ nhĩ, nhĩ cổ hoặc là ít ngọc hơn là AVNRT. Còn nếu mà tần số nhĩ không lớn hơn số thất thì lúc này xem tần số thất có lớn hơn tần số nhĩ không. Nếu tần số thất lớn hơn tần số nhĩ thì có thể nhanh thất xuất phát từ mạch cao hoặc là nhanh bộ nối không vào vòng ngõ lại hoặc là một số loại khác. Còn nếu mà nhịp thất không lớn hơn nhịp nhĩ, tần số thất không lớn hơn tần số nhĩ thì chúng ta sẽ phân tích xem đoạn RP có ngắn hay không. Nếu RP ngắn dưới 90 giây và RP bé hơn PR thì có thể chẩn đoán khả năng cao nhất là AVNRT điển hình. Tuy nhiên cũng có thể gặp các loại bệnh khác. Nếu RP ngắn hơn PR nhưng mà lại lớn hơn 90 giây thì khả năng cao đó là AVNRT. Tuy nhiên cũng có thể gặp các trường hợp AVNRT không điển hình. Còn nếu RP lớn hơn PR, lớn hơn bằng PR thì lúc này khả năng cao nhất đó là đối với nhịp nhanh có phúc bộ QRS rộng thì chúng ta chẩn đoán loại nhịp nhanh dựa vào tiêu chuẩn của radar. Để chúng ta xem trước hết là có sự vắng mặt của phúc bộ RS ở tất cả các đạo trình trước tim, tức là không có RS ở đạo trình
tất cả động trực tim. Thế nếu mà không có RS tất cả động trực tim thì đó là nhân thất. Còn nếu có thì chúng ta làm bước tiếp theo là đo khoảng R đến S. Nếu nó lớn hơn 100 mili giây ở ít nhất một đạo trình trực tim thì đó là nhân thất. Còn nếu nó không có tiêu chuẩn này thì chúng ta thử xem, chúng ta phải xem số phước bộ QRS so với số P thế nào. Nếu mà nhiều QRS hơn P thì đó là nhân thất. Còn nếu QRS không nhiều hơn P thì chúng ta phải phân tích tiêu chuẩn hình thái tại các đạo trình V1 và V6. Đây là tiêu chuẩn hình thái kinh điển của nhân thất V1 và V6. Nếu có các cái tiêu chuẩn hình thái của nhân thất thì chúng ta chẩn đoán nó là nhân thất. Còn nếu không thì chúng ta chẩn đoán là nhân thất có dẫn chuyển định hướng. Về điều trị rối loạn nhịp nhanh thì thứ nhất là xử trí cấp cứu khi chưa chẩn đoán xác định được loại loạn nhịp. Đối với trường hợp nhịp đều và QRS hẹp, nếu huyết động không ổn định thì sốc điện đồng bộ chỉ nhịp. Nếu huyết động ổn định thì chúng ta có thể thực hiện biện pháp cường vô cảm. Tuy nhiên tỷ lệ thành công chỉ từ 19-54%. Đấy là đối với trường hợp mà chúng ta đã thực hiện kỹ thuật đúng. Nếu thất bại có thể dùng adenosine và bolus tĩnh mạch với liều từ 6-18mg. Nếu thất bại tiếp thì có thể chạy kênh canxi, grepamine, diazen hoặc là chạy beta với tỷ lệ thành công cao hơn từ 64-98%. Trường hợp nhịp nhanh đều và có QRS rộng với trường hợp với bệnh nhân huyết động không ổn định thì cũng tương tự như QRS hẹp, chúng ta sốc điện chuyển nhịp. Với bệnh nhân huyết động ổn định chúng ta cũng có thể áp dụng các biện pháp cường co giao cảm. Và nếu thất bại thì dùng adenosine. Chú ý là khi mà có bằng chứng tiền kích thích và điện tim khi nghỉ thì chúng ta sẽ không được dùng adenosine. Nếu thất bại adenosine thì chúng ta có thể dùng procainamide hoặc là amiodarone. Và đặc biệt chú ý là không dùng verapamil cho nhịp nhanh QRS rộng chưa chẩn đoán được nguyên nhân. Lý do là một số nghiên cứu cho thấy verapamil có thể làm giảm huyết áp trầm trọng ở bệnh nhân nhanh thất ổn định. Nếu mà cái cơn nhịp nhanh QRS rộng này mà là nhanh thất thì bệnh nhân có thể bị rối loạn huyết động. Do đó khi chưa chẩn đoán được nguyên nhân thì chúng ta không dùng verapamil cho những trường hợp nhịp nhanh có QRS rộng. Đây là cái bảng khuyến cáo của Hội Tim Châu năm 2019 về cái việc không dùng verapamil tim nhanh có QRS rộng và chưa xác định nguyên nhân. Cái trường hợp thứ hai, cái nhóm trường hợp lớn thứ hai là nhịp không đều. Nhịp không đều thì cũng phân làm hai loại, có QRS rộng và QRS hẹp. Nói chung QRS rộng hay hẹp mà có rối loạn huyết động thì chúng ta đều sử dụng chuyển nhịp. Đối với QRS rộng thì thường là dung nhĩ, nhưng cũng có thể gặp tỷ lệ là nhân thất. Nếu huyết động ổn định thì điều trị theo nguyên nhân. Còn đối với QRS hẹp thì nên được coi như là dung nhĩ. Điều trị thì cũng kiểm soát tần số thất và chuyển nhịp khi đã dự phòng tắc mạch. Trong lâm sàng thì chúng ta thường hay tiếp cận theo cái cách là nhanh có QRS rộng thì khi chưa tìm được nguyên nhân thì ta xử trí như nhịp nhanh thất, và nhịp nhanh có QRS hẹp thì ta tiếp tục tìm nguyên nhân. Đối với các trường hợp mà có rối loạn huyết động thì có chỉ định và sử dụng chuyển nhịp, và không có rối loạn huyết động thì chúng ta có thể làm các biện pháp dùng thuốc. Tuy nhiên đối với trường hợp sử dụng chuyển nhịp thì phải rất chú ý, và nếu mà chúng ta sử dụng chuyển nhịp thì phải có các biện pháp để bảo vệ được thở, nếu không thì bệnh nhân sẽ có thể gặp các trường hợp là sặc hoặc là trào ngược và bên siêu hấp. Thế khi đã chẩn đoán được các nguyên nhân thì cái cách thức điều trị một số loại loạn nhịp được khuyến cáo của châu Âu và khuyến cáo của Hoa Kỳ khuyến cáo như thế nào? Đối với nhịp nhanh xoang thì điều trị các nguyên nhân, trước tiên là điều trị các nguyên nhân có thể đảo ngược được. Nó có thể dùng các thuốc, ví dụ infarbratin, chạy beta, verapamil, diazen, và có thể sau đó nếu thất bại thì chế đốt.
với hội chứng nhịp nhanh tư thế đứng thì phải hướng dẫn bệnh nhân thể dục, uống nhiều nước và ăn nhiều muối, có thể dùng các thuốc midodrine hoặc là cũng có thể cân nhắc dùng ivabradine. Đối với nhanh nhĩ một tổ thì cho đến nay ít chứng cứ về việc dùng thuốc cắt cơn ở nhanh nhĩ. Chạy beta, chạy kênh canxi thì có thể kết thúc cơn hoặc là làm chậm tần số thất. Adenosine có thể cắt cơn, tuy nhiên cơn có thể vẫn tiếp diễn với một lớp bị thất. Amiodarone thì cũng có thể dùng để chuyển nhịp làm chậm tần số thất. Với sốc điện thì sốc điện có hiệu quả cắt cơn, tuy nhiên trong trường hợp nhanh nhĩ và tăng tĩnh tự động thì cơn có thể tái diễn và sốc điện nhắc lại thì không có hiệu quả. Còn triệt đốt con đường ống thông thì là một phương pháp có hiệu quả đối với nhanh nhĩ đau ổ. Với nhanh nhĩ đau ổ thì các khuyến cáo nói chung và các khuyến cáo của Hội Tiêm Châu năm 2019 thì cũng trước hết là phải điều trị nguyên nhân nếu như tìm thấy. Đối với cắt cơn thì có thể chạy beta, chạy thêm canxi. Còn điều trị lâu dài thì chúng ta có thể dùng verapamil, diazem. Tuy nhiên hai thuốc này không dùng cho những bệnh nhân có suy tim, có EF thấp. Có thể dùng chạy beta hoặc là có thể triệt đốt nút bị thất sau đó cái máy tạo nhịp. Đối với bệnh nhân mà có rối loạn chức năng thất do nhanh nhĩ đau và kháng trị với thuốc. Loại lần tiếp theo đó là nhanh nhĩ có vòng bảo lại lớn. Thì khuyến cáo của Hội Tim Châu Âu có nhấn mạnh mấy điểm. Thứ nhất là dùng thuốc chống đông cho bệnh nhân cuồng nhĩ và có dung nhĩ kết hợp. Thế bệnh nhân với trường hợp bệnh nhân cuồng nhĩ mà không có dung nhĩ kết hợp thì sao? Thì có thể cân nhắc, có thể dùng thuốc chống đông. Hiện nay trong lâm sàng cơ bản chúng ta vẫn đánh giá giống như là dung nhĩ vẫn thuốc chống đông. Tuy nhiên các nghiên cứu thì cho thấy chưa có cái kết luận, chưa có cái bằng chứng rõ rệt về cái ngưỡng bắt đầu dùng chống đông cho bệnh nhân cuồng nhĩ mà không có dung nhĩ như thế nào. Đối với điều trị cắt cơn thì sốc điện đối với những bệnh nhân có huyết động không ổn định, thế còn huyết động ổn định thì chúng ta có thể cắt cơn bằng ibutilit, dofetilit, sốc điện với năng lượng thấp hoặc là pace nhĩ tần số cao nếu như mà có sẵn máy tạo nhịp của ICD hoặc là có các cái phương tiện xâm nhập hoặc không xâm nhập để pace nhĩ. Để các thuốc khác thì có thể dùng chạy beta, chạy kênh canxi và hoặc nếu thất bại thì dùng amiodarone. Thì người ta khuyến cáo là không dùng propafenone và flecainide, một số thầy hay đọc là flecainide để chuyển nhịp. Để điều trị lâu dài thì triệt đốt là biện pháp được khuyến cáo. Bên cạnh đó thì có thể dùng các thuốc chạy kênh beta, chạy kênh canxi hoặc chạy beta nếu triệt đốt không khả thi hoặc là bệnh nhân không mong muốn, hoặc là dùng amiodarone nếu như các biện pháp trên thất bại, và nếu tất cả đều thất bại thì có thể triệt đốt nút bị thất và sau đó tạm nhịp. Đối với bệnh nhân mà bị cái cơn nhịp nhanh dai dẳng và tần số thất cao không đáp ứng các điều trị ở trên. Đối với nhịp nhanh do vòng còn lại nhịp thất thì chỉ định triệt đốt đối với những trường hợp có triệu chứng tái phát, có thể dùng verapamil hoặc diazem đối với bệnh nhân không bị suy tim, có áp giảm, hoặc là chạy beta nếu như không có khả năng triệt đốt hoặc là bệnh nhân không mong muốn. Một điểm chú ý là với những bệnh nhân mà chỉ có triệu chứng rất nhẹ với các cái cơn rất là thưa và thời gian cơn ngắn thì có thể không điều trị. Đối với nhịp nhanh vòng còn lại nhĩ thất thì có một số trường hợp đặc biệt chúng ta cần chú ý, đó là đối với cơn dung nhĩ ở bệnh nhân có chứng tiệt kích thích thì xử lý cắt cơn. Nếu số lượng bất động thì sốc điện nội bộ, còn nếu không dung bất động thì chúng ta có thể dùng các thuốc ibutilit, procainamide hoặc là flecainide, propafenone. Thì những cái thuốc này nó có đặc điểm là nó ức chế dẫn truyền qua đường phụ và điểm chú ý là không dùng amiodarone. Thì khi dùng amiodarone nó có thể làm cho
dung nhĩ được dẫn qua đường phụ nhiều hơn và có thể gây nhịp tim. Trường hợp thứ hai đối với nhịp nhanh và lại nhịp thất, đó là cần phải chú ý, đó là hội chứng tiền kích thích nhưng không có triệu chứng, thì chỉ định triệt đốt cũng được khuyến cáo ở các bệnh nhân không mặc dù không có triệu chứng, nhưng nếu thăm dò viện sinh lý với isoprenaline mà phát hiện các đặc điểm nguy cơ cao, ví dụ như là khoảng RR trong cơn dung nhĩ dưới 200 hoặc bằng 250 mili giây, hoặc là thời gian chờ đường phụ dưới 250 mili giây, có nhiều đường phụ hoặc là gây được cơn nhịp nhanh qua đường phụ, thì có trị triệt đốt. Và ở những bệnh nhân có nguy cơ cao như vậy thì sau khi thảo luận các nguy cơ, nhất là nguy cơ block tim ở các vị trí đường phụ trước vách và giữa vách so với lợi ích thủ thuật thì vẫn có chỉ định triệt đốt. Bên cạnh đó thì triệt đốt cũng được khuyến cáo bệnh nhân tiền kích thích không triệu chứng nhưng mà lại có rối loạn chức năng thất trái và mất đồng bộ điện, thậm chí là ở những cái trung tâm mà giàu kinh nghiệm thì có thể chỉ định triệt đốt vẫn được khuyến cáo ở bệnh nhân tiền kích thích không triệu chứng và nguy cơ thấp. Đối với các loạn nhịp tự phát ở đường giao thất thì chỉ định triệt đốt trong khuyến cáo của Hội nhịp châu Âu thì khá là rộng rãi. Đối với những trường hợp ngoại thất khu thất có triệu chứng, dày có triệu chứng từ đường giao thất phải thì triệt đốt được khuyến cáo ưu tiên hơn là metoprolol và propafenol. Loạn nhịp thất ở các vị trí khác thì cũng đều có, cơ bản là đều có chỉ định triệt đốt. Tương tự như vậy, đối với các loạn nhịp thất mà không phải đường ra và ở bệnh nhân không có bệnh tim cấu trúc thì chỉ định triệt đốt, chúng ta có thể thấy là cũng khá là rộng. Có thể ở những bệnh nhân thất bại như dùng thuốc hoặc không là thuốc, hoặc là bệnh nhân không muốn dùng thuốc thì chúng ta đều có thể triệt đốt. Và các vị trí ví dụ như là ngoại tâm mạc, một số vị trí khác thì cũng đều có chỉ định triệt đốt. Đối với loạn nhịp thất ở bệnh nhân có bệnh tim thiếu máu cục bộ thì chỉ định triệt đốt cũng khá là rộng. Đấy, ví dụ như là nhanh thất đơn hình, mặc dù đã dùng amiodarone kéo dài thì có thể có chỉ định triệt đốt được ưu tiên hơn là cái việc mà chúng ta nâng liều và phối hợp thuốc, leo thang cái các thuốc điều trị rối loạn. Đối với bệnh nhân bị bệnh cơ tim mà không do thiếu máu cục bộ thì chỉ định triệt đốt nhanh thất ở cái nhóm bệnh nhân này cũng khá là rộng, có thể chỉ định ở những cái bệnh nhân mà thuốc không có hiệu quả, là bệnh nhân đã được dùng thuốc nhưng mà kháng trị có các cái cơn bão biện học, hoặc là dùng triệt đốt để giảm lần số lần sốc của ICD và giảm cái lần tái phát của cơn nhanh thất, vân vân. Sang phần thứ tư là chỉ định cấy ICD. ICD chúng ta đều biết là được cấy để dự phòng cụt tử. Vậy thì cái chiến lược cấy ở những cái nhóm bệnh nhân như thế nào? Cái chỉ định cấy ICD ở những cái nhóm bệnh nhân khác nhau như thế nào? Thứ nhất, ở một cái bệnh rất là phổ biến, đó là bệnh tim thiếu máu cục bộ, thì theo khuyến cáo năm 2017 của AHA và ACC cùng với HRS, thì đối với bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ thì dự phòng đột tử thứ phát được chỉ định ICD cho để dự phòng đột tử thứ phát ở những cái bệnh nhân, thứ nhất là đã đột tử do tim, hoặc là có cơn VTVS, hoặc là có VT gây rối loạn huyết động mà không do các nguyên nhân hồi phục được, thì nếu mà bệnh nhân dự kiến thời gian sống có nghĩa trên 1 năm thì không chỉ định, và
Đây chỉ định thuộc chỉ định đoạn 1 với mức hoặc chứng B, hoặc là những bệnh nhân bệnh tim thông bộ có ngất không rõ nguyên nhân, có nhanh thất đơn hình khi thăm dò điện sinh lý thì cũng có chỉ định nếu như thời gian sống có ý nghĩa dự kiến trên 1 năm. Thế còn ở cái nhóm bệnh nhân bệnh tim thông bộ thì dự phòng được từ nguyên pháp như thế nào? Thì ở bệnh nhân mà có EF bé nó bằng 35% do bệnh tim thông bộ, nhồi máu cơ tim thì nếu mà nhồi cơ tim thì phải đã xảy ra ít nhất là 40 ngày, và nếu tái thông mạch vành thì phải cách đó ít nhất 90 ngày. Có triệu chứng MIA 2, 3 dù đã điều trị tối ưu theo khuyến cáo thì cũng có chỉ định KICD nếu như thời gian sống có ý nghĩa dự kiến trên 1 năm. Hoặc là ở bệnh nhân có EF bé nó khoảng 30% do bị tim thông cục bộ, nhồi máu cơ tim cách đây ít nhất 40 ngày và tái thông đã được ít nhất 90 ngày thì mặc dù MIA-1 thực ra là trong lâm sàng thì chúng ta thỉnh thoảng vẫn gặp những trường hợp mà có EF thấp nhưng mà MIA vẫn là MIA-1. MIA-1 dù đã điều trị tối ưu theo khuyến cáo thì cũng có chỉ định cái ICD nếu như thời gian sống có ý nghĩa dự kiến trên 1 năm. Tiếp theo, dự phòng đột tử nguyên phát ở bệnh nhân bệnh tim thông bộ thì ở những bệnh nhân mà nhịp nhanh thất không bền bỉ do nhồi máu cơ tim trước đây, EF bé nó bằng 40% và gây được cơn VT bền bỉ hoặc là gây được rung thất khi thăm dò điện sinh lý thì cũng có chỉ định KICD nếu như thời gian sống dự kiến trên 1 năm. Ở những bệnh nhân MIA-4 có chỉ định ghép tim hoặc là thiết bị hỗ trợ thất trái thì cũng có thể có chỉ định ICD nếu như thời gian sống có ý nghĩa dự kiến trên 1 năm. Nhưng không chỉ định ICD ở bệnh nhân MIA-4 kháng trị với thuốc và không có chỉ định ghép tim, không có chỉ định hỗ trợ thất trái và hoặc là không có chỉ định đối với CRTD. Ở những bệnh nhân bệnh cơ tim không do thiếu máu cục bộ thì sao? Ở những bệnh nhân bệnh cơ tim không do thiếu máu cục bộ nếu EF dưới bé bằng 35% có triệu chứng MIA-2-3 dù đã điều trị tối ưu theo khuyến cáo thì ICD cũng có chỉ định nếu thời gian sống dự kiến trên 1 năm. Ở những bệnh nhân mà bệnh cơ tim không do thiếu máu cục bộ mà là do nguyên nhân đột biến lamin AC và có ít nhất 2 yếu tố nguy cơ thì cũng có chỉ định cái ICD nếu như thời gian dự kiến sống trên 1 năm. Ở bệnh nhân bệnh cơ tim không do thiếu máu cục bộ EF bé bằng 35% và MIA-1 mặc dù đã được điều trị tối ưu theo khuyến cáo thì cũng có chỉ định cái ICD nếu như thời gian sống có nghĩa dự kiến trên 1 năm. Ở những bệnh nhân mà bệnh cơ tim không do thiếu máu cục bộ mà sống sót sau đột tử do tim, đột tử này do VTVGF hoặc là bị VT có dối loạn huyết động, hoặc là VT nhanh thất có dối loạn huyết động là nhanh thất bền bỉ mà không do các nguyên nhân phục được thì cũng có chỉ định cái ICD nếu như thời gian sống dự kiến trên 1 năm. Ở những bệnh nhân bệnh cơ tim không do thiếu máu cục bộ mà bị ngất khả năng do loạn nhịp thất và không có chỉ định cái ICD, không nằm trong cái nhóm cái ICD dự phòng từ nguyên pháp nêu trên. Thì có thể ICD có thể được chỉ định nếu như thời gian sống
dự kiến kéo dài trên 1 năm. Đối với nhóm bệnh lý rất là phổ biến đó là suy tim, thì sao? Hiện nay có các khuyến cáo, một là khuyến cáo của ESC năm 2021 và khuyến cáo của ACC năm 2022. Đối với khuyến cáo của ESC năm 2021 thì dự phòng đột quỵ thứ phát ở những bệnh nhân suy tim được chỉ định khi nào? Được chỉ định ở những bệnh nhân suy tim mà đã bị loạn nhịp thất, có rối loạn huyết động, tiên lượng sống trên 1 năm với tình trạng chức năng tốt, hay là đây là một cách nói khác của sống có ý nghĩa theo cái văn phong của hội nhịp, không có các nguyên nhân hồi phục được, hoặc là chỉ khi nhịp thất xảy ra trong vòng 48 giờ sau khi cơ tim thì cũng có chỉ định cái ECD. Đối với dự phòng nguyên phát thì chỉ định trong những trường hợp nào? Một là chỉ định trong những trường hợp suy tim có triệu chứng IA23 không do nguyên nhân thiếu máu cục bộ, trừ khi bệnh nhân nhồi máu cơ tim dưới 40 ngày, cũng tương tự như khuyến cáo của hội nhịp thì phải nhồi máu cơ tim phải ít nhất là hơn 40 ngày, EF dưới 35% mặc dù đã trị nội khoa tối ưu ít nhất 3 tháng, thì đây là cái điểm khác so với khuyến cáo. Điều phải điều trị nội khoa nhấn mạnh cái thời gian là ít nhất 3 tháng. Và cái điểm giống đó là tiền lượng sống trên 1 năm với tình trạng chức năng tốt, hay nói cách khác là sống có ý nghĩa trên 1 năm. Cái chỉ định cái ICD dự phòng nguyên phát ở bệnh nhân suy tim tiếp theo theo ESC 2021 là gì? Đó là những bệnh nhân suy tim IA từ 2 đến 4 không do thiếu máu cục bộ, EF dưới khoảng 35%. Đã điều trị tối ưu từ 3 tháng trở lên, tiên lượng sống trên 1 năm với tình trạng chức năng tốt thì cũng có chỉ định. Hoặc là có thể dùng cái thiết bị ICD mặc ngoài, thiết bị wearable chứ không phải là implantable, thì cũng có thể cân nhắc cho những bệnh nhân suy tim có nguy cơ đột tử đột tim trong cái thời gian chờ ghép tim. Không cấy ICD cho bệnh nhân mới nhồi máu cơ tim trong vòng 40 ngày, và cũng không cấy ICD cho những bệnh nhân suy tim IA4 với các triệu chứng nặng kháng trị với thuốc, trừ khi bệnh nhân chuẩn bị để cấy CRT hoặc là thiết bị hỗ trợ thất trái hoặc là ghép tim. Cái này thì cũng tương tự như khuyến cáo của bệnh nhịp. Tiếp theo, khuyến cáo của AHA-ACC và HFSA năm 2022 đối với bệnh nhân suy tim thì chỉ định cấy ICD như thế nào? Thì đối với bệnh nhân bệnh cơ tim giãn không do thiếu máu cục bộ hoặc do thiếu máu cục bộ ít nhất 40 ngày sau nhồi máu cơ tim và EF dưới 35% thì nha 23 đang được dùng hóa tư nguyên cáo, thì vọng sống có ý nghĩa trên 1 năm thì ICD được chỉ định. Cái chỉ định này cũng giống như của ESC, tuy nhiên cái việc mà điều trị ở khoa tối ưu theo khuyến cáo thì ở đây người ta không nhấn mạnh, không ghi hạn định thời gian điều trị là ít nhất 3 tháng giống như khuyến cáo của ESC. Chỉ định thứ hai là bệnh nhân nhồi máu cơ tim ít nhất 40 ngày, EF dưới 30% IA1 đang điều trị nội khoa tối ưu theo khuyến cáo, thì vọng sống có ý nghĩa trên 1 năm thì cũng có chỉ định cái ICD. Cái chỉ định này thì nó cũng tương tự giống chỉ định của hội nhịp năm 2017. Thì ở bệnh nhân suy tim mà có bệnh cơ tim, đối với các bệnh lý ví dụ như bệnh nhân bị bệnh cơ tim gây loạn nhịp với đặc điểm nguy cơ đột tử cao, EF máu nó khoảng 45% thì cũng có chỉ định cái ICD với chỉ định là nhóm 2A và mức bằng chứng B. Và những bệnh nhân có bệnh lý kết hợp là yếu hoặc hạn chế thời gian sống với tình trạng chức năng tốt trên 1 năm thì không có chỉ định cái máy. Như vậy là tất cả các khuyến cáo được nhấn mạnh cái việc là cái thời gian sống có ý nghĩa hoặc là sống với chức năng tốt dự kiến từ 1 năm trở lên thì mình xem xét được cái ICD. Một số mặt bệnh khác ví dụ như bệnh cơ tim thất phải gây loạn nhịp, thì nếu bệnh nhân bị bệnh cơ tim thất phải do loạn nhịp và có ngất, được cho là do loạn nhịp thất thì cũng có chỉ định cái ICD.
Nếu thời gian sống có nghĩa dự kiến trên 1 năm. Đối với viêm cơ tim, tế bào khổng lồ và bị rung thất và ngăn thất có dấu hiệu động đã được điều trị theo khuyến cáo thì có thể cái ICD hoặc là dùng thuốc chống loạn nhịp. Với trường hợp cái ICD thì cũng tương tự như các chỉ định ở trên là thời gian sống có ý nghĩa dự kiến phải trên 1 năm. Với bệnh cơ tim phì đại thì những bệnh nhân bệnh cơ tim phì đại sống sót sau đột tử do tim do rung thất và nhanh thất hoặc là có nhanh thất bền bỉ tự phát gây ra ngất hoặc là rối loạn huyết động thì cũng có chỉ định cái ICD nếu như thời gian sống kỳ vọng trên 1 năm. Ở những bệnh nhân bệnh cơ tim phì đại mà có ít nhất một yếu tố nguy cơ trong các yếu tố sau thì cũng có chỉ định cái ICD nếu như thời gian sống nghĩa trên 1 năm. Yếu tố nguy cơ là những yếu tố nào? Một là thành thất trái dày ít nhất 30 mm hoặc là có đột tử do tim ở ít nhất một người họ hàng mà khẳng định là nó có bệnh cơ tim phì đại hoặc là có ít nhất một cơn ngất không giải thích được nguyên nhân trong vòng 6 tháng trước. Ở những bệnh nhân cơ bệnh cơ tim phì đại mà có nhịp nhân thất không bền bỉ hoặc là có đáp ứng huyết áp bất thường khi gắng sức và có các đặc điểm nguy cơ cao thì cũng có chỉ định cấy ICD nếu như thời gian sống có ý nghĩa kỳ vọng trên 1 năm. Ở những bệnh nhân bệnh cơ tim phì đại mà có nhịp nhanh thất không bền bỉ hoặc đáp ứng huyết áp bất thường khi gắng sức mà không có các đặc điểm nguy cơ cao thì cũng có thể cân nhắc cấy ICD. Tuy nhiên lợi ích so sánh với nguy cơ thì nó chỉ được khuyến cáo ở mức 2B với mức chứng cứ là B. Với các bệnh kênh ion thì sao? Với những bệnh nhân bệnh tim do kênh ion và có đột tử do tim thì có chỉ định cái ICD ở nhóm 1. Với những bệnh nhân nguy cơ cao có hội chứng QT dài và thuốc chặn beta không có tác dụng như nào thì có thể chỉ định bổ sung thêm thuốc chuyển giao cản tim trái và hoặc cái ICD. Với bệnh nhân nhanh thất đa hình do cường catecholamine, thất bền bỉ tái diễn hoặc ngất khi dùng liều tối đa có thể dung nạp được thuốc chặn beta thì cũng có chỉ định bổ sung thêm thuốc chuyển giao cản tim trái và hoặc cái ICD. Tất cả những chỉ định này đều là nhóm 1. Với bệnh nhân hội chứng Brugada, điện tim dạng Brugada type 1 tự phát mà có ngừng tim có loạn thất bền bỉ tiền sử ngắt gần đây thì cũng có chỉ định cái ICD nhóm 1 nếu như kỳ vọng sống có ý nghĩa trên 1 năm. Ở những bệnh nhân tái cực sớm trên điện tim có ngừng tim hoặc là rối loạn thất bền bỉ thì cũng có chỉ định cái ICD nếu như kỳ vọng sống có ý nghĩa trên 1 năm. Ở bệnh nhân hội chứng QT ngắn có ngừng tim hoặc có rối loạn thất bền bỉ thì ICD cũng có chỉ định nếu như bệnh nhân có kỳ vọng sống trên 1 năm. Đối với những bệnh nhân có rung thất hoặc là nhanh thất đa hình tự phát thì cái chỉ định được đưa ra là khi bệnh nhân cũng được đưa ra khi bệnh nhân có kỳ vọng sống có ý nghĩa trên 1 năm. Như vậy đa số các chỉ định cái ICD thì chúng ta thấy rằng là đều phải dựa trên các cái chỉ định về rối loạn nhịp và phải kỳ vọng thời gian sống trên 1 năm. Trong khuyến cáo về xử trí bệnh nhân rối loạn nhịp thất và dự phòng đột tử năm 2017 của AACC thì còn nhiều các cái bệnh lý các rối loạn khác, tuy nhiên ở đó là những trường hợp mà không phổ biến và các mặt bệnh được nêu nên là chúng tôi không đưa ra đây để quý doanh nghiệp có thể tham khảo thêm trong khuyến cáo. Bài trình bày hôm nay cũng dài với nhiều nội dung, chúng tôi xin phép kết thúc ở đây. Xin trân trọng cảm ơn chủ đoàn cùng quý vị đã chú ý lắng nghe.